Miyu phủ nhận mang thai. Trước đám cưới, Miyu phủ nhận mang thai và cho biết đang phân vân nên tăng hay giảm cân. Chiều ngày 30 tháng 5, trên trang cá nhân, Miyu đăng ảnh góp mặt trong buổi ghi hình một chương trình truyền hình. Diện trang phục ôm sát, diễn viên nói đang phân vân nên tiếp tục giảm hay tăng cân bởi ốm quá thì hốc hác, mập lên lại dễ bị đồn có bầu. Vài ngày trước, cô cũng đăng ảnh mặc bra top kết hợp chân váy ren, khoe vòng hai nổi múi cơ, ngầm phủ nhận mang thai con đầu lòng. Trước đó khi tham gia một talk show, Miyu gây chú ý khi mặc đầm dáng chung rộng rãi. Thiết kế không ôm cơ thể khiến người đẹp sinh năm 1989 bị nghi lộ bụng lùm lùm. Sau tiệc mừng riêng tư với ông xã đại gia tại Đà Lạt hôm 7 tháng 5, Miyu nghỉ ngơi vài tuần trước khi trở lại công việc. Cô và thiếu gia Minh Đạt đã chụp ảnh cưới tại Pháp vào tháng 1 năm 2024. Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôn phu của diễn viên là con trai chủ một tập đoàn nhựa tại Việt Nam. Anh hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty gia đình ở Mỹ và là phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Miyu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô là người mẫu tuổi Tin trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua các tác phẩm Thiên Thần Áo Trắng, Thiên Mệnh Anh Hùng, 4 năm hai chàng một tình yêu, Khi Ta 25. Cô từng được vinh danh ở Cánh Diều Vàng 2018, hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai vợ lẽ Tuyết Mai trong phim Mẹ Chồng. Ngoài diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang, doanh nhân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.